Ây. Giật cả mình. Anh đang làm gì đấy? À, anh đang lau nhà. Anh bảo cho em một tin vui nhé. Tin gì? Anh đã giải quyết được món nợ ở quán bar rồi. Siêu không? Là như nào? Xe như này bây giờ làm sao mà tôi đi được? Mà tiền đâu mà tôi sửa? Bây giờ túm lại là ông không quyết định được đúng không? Để tôi gọi cho vợ ông, mất thời gian quá. Thôi, ông đừng gọi cho vợ tôi. Thôi được rồi, đàn ông mình tự giải quyết với nhau đi vậy nhá. Thì đó, đàn ông giải quyết cho nhanh gọn đi. Tôi thấy cái chỗ này á, có mấy cái ngàm nó gãy rồi gắn lại là xong thôi, sơn lại một tí. Hôm trước á, cái thiệt hại ông gây ở quán tôi chắc chắn hơn nhiều á. Nhưng mà tôi rộng rãi lắm, tôi xí xó cho ông luôn, coi như là chúng ta quỳ cả làng, được chưa? Không, nhưng mà cái này lằng nhằng thật sự luôn á. Còn nếu mà thấy không được thì thôi kêu công an đi, xử lý vụ này xong rồi kêu công an qua xử lý vụ quán tôi luôn. Không, tôi đừng có gọi công an, phức tạp lắm. Thôi. Thế thôi, ông quyết định này cũng được. Chắc chưa? Được rồi. Rồi, đi đi. Tôi đi đây. À, khoan. Hả? Nhờ tí việc. Ông kêu cô gái trên xe xuống giùm tôi. Nhưng mà đấy là khách của tôi mà, tôi phải chờ đi chứ. Biết rồi, nhưng mà là bạn gái của tôi, đang giận dỗi thôi. Giận dỗi tí, đi xe ngoài, để tôi đưa về đàng hoàng chứ. Ừ, thế cũng được, để tôi giúp cho, nhá. Đấy, là như thế đấy. Em thấy có cái gì sai sai ở đây ấy. Làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Thế anh đi đâu qua đấy mà để xảy ra va chạm như thế? À, anh đi siêu thị mua ít đồ ấy mà. Giấy tờ đâu? Ui giời, mình kiểm đủ hàng rồi thôi. Ai mang hóa đơn siêu thị về nhà làm gì cho nó rác nhà ra. Giấy xóa nợ đâu? Sao phải cần giấy xóa nợ? Ôi trời ơi, giấy trắng mực đen còn chả ăn ai, huống hồ chỉ là vài lời nói suông. Chưa kể là chỉ nói qua điện thoại thì lấy đâu ra văn bản gì để xác nhận. Mà trong khi đó, anh đập phá quán nhà người ta thì có cả camera ghi lại còn gì nữa. Nhưng anh thấy cậu ấy chắc cũng là người tử tế, không đến nỗi đâu em nhỉ. Anh đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Em dự là thằng cha này nằm trong nhóm lật mặt nhanh như chảo chớp ấy. Ôi giời. Thằng đi văn hóa, lại tới chơi à? À không, tôi sợ rồi. Chiếc xe sao rồi? À, xe của tôi ấy, tôi mang vào hãng sửa rồi. Có bảo hiểm nên không mất tiền đâu. Vậy cũng yên tâm rồi ha. Ngồi chơi đi, thích đâu gì tôi đãi. Thôi. Hôm nay tôi đến đây là tôi định nhờ ông một việc. Đấy là nhờ ông viết hộ cho tôi mấy chữ xác nhận là không kiện tụng với cả không phải đền bù. Không biết có được không? Ông ơi, ngồi hẳn đi, tôi xem cái. Không phải khoe khoang, tôi cũng là doanh nhân á, tôi có mấy cơ sở kinh doanh. À, tôi biết, cái quán này của ông mà. Ừ. Nhân dạng của tôi á, cũng rất đáng tin. Tóc tai của ngã hơi 47 thôi, chứ đối tác làm ăn của tôi tin tưởng tôi lắm. Ông nghĩ tôi lừa ông à? Không. Không phải là ý của tôi. Chẳng qua là bà vợ tôi ở nhà ấy, bà ấy muốn là viết mấy chữ cho nó yên tâm mà. À, là nữ cường kia hả? Nữ cường đó mà buông lời vàng ngọc ra thì như chân lý à? Thì đấy. Thôi được rồi, ngồi đợi tuần tiếp, tôi viết cho. Này, tôi bảo ông viết vài ý ngắn gọn, đủ ý thôi, không cần dài dòng đâu. Tôi còn về xem bóng đá nhá. Được rồi, ngồi đây, ngồi đi. Nhìn vết thương của ông cũng không nhẹ nè. Ông cho tôi xin lỗi nhé. Nói thật là hôm đấy tôi say quá. Với lại tôi cứ nghĩ là ông bịa chuyện con gái tôi cơ. Tôi thành thật xin lỗi đấy. Tôi không sao. Chuyện hôm nọ tôi cũng hơi nóng tính. Thế tốt quá. Hey, xem được chưa? Ôi, thế này thì tốt quá rồi. Thôi, tôi xin phép tôi về nhé. Thôi, về làm gì? Đang hay mà, ở lại có hết trận là về. Thôi, tôi phải mang cái giấy này về, nếu không tôi không xem bóng đá yên đâu. Có công nghệ 4.0 rồi, chụp một cái rồi gửi về là xong, có gì đâu. Chuẩn. Đây. Số của ông đúng không? À, đúng rồi. Đấy. Chụp lại. Đây, này, vô tình nhắn gửi này. Rồi này, gửi xong rồi nha.
anh định giở cái trò gì vậy? Thank you.